Kính thưa quý vị, vừa qua Toàn đã có một loạt các cái clip nói về Huế, từ chợ Đông Ba cho đến là quay những cái khung cảnh hai bên bờ sông Hương cho đến là đại nội của Huế. Toàn có quay một số những cái clip ngắn nữa, hoặc là những cái cảm niệm, những cái sự hoài cảm, hoặc là những cái cảm nghĩ về Huế, rồi cũng như một số những cái đoạn mà Toàn quay về thuyết minh, cũng như hiểu thêm về cái kiến trúc Huế, nhưng mà nó nằm rải rác ở đâu đó trong các cái phần mà Toàn đi khảo sát cũng như tham quan lại. Do vậy đó thì Toàn hy vọng với cái tập nhỏ này, trong cái chuyến đi đó thì Toàn có một sự góp nhặt, và Toàn tạm đặt là góp nhặt về Huế. Thì những cái góp nhặt này nó nhỏ thôi và nó cũng lụng vụng thôi, nhưng mà đâu đó Toàn hy vọng rằng có thêm được những cái góc nhìn cho quý vị về Huế, cũng như là những vị nào đã từng ở Huế thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại. Xin mời quý vị. Toàn ngồi ở đây là giữa cái khuôn viên của Tử Cấm Thành. Xung quanh đây các bạn thấy là bây giờ người ta trồng hoa hướng dương nhiều lắm. Nguyên một cái quảng sân rất là lớn người ta trồng hoa hướng dương. Nguyên cái khu này nó được bao bọc bởi một cái bức tường màu tía, gọi là Tử Cấm Thành. Tử trong cái từ tử vi ấy, hoặc là nó có ý nghĩa là màu tía nữa. Nơi đây là nơi khu vực riêng của hoàng gia, nơi từng một thời là đỉnh cao của quyền lực của Vương Triều Nguyễn. Phía sau của mình đây là người ta đang phục dựng lại nè, đó là điện Càn Thành. Sau Càn Thành cái màu vàng là kiến trung lầu. Thì hy vọng là trong tương lai là cái chỗ này người ta làm lại. Quý vị biết là mười mấy năm qua đó, là từ khi mà Toàn
bắt đầu cái công việc làm bên du lịch đó, thì cho tới nay là mười mấy năm rồi. Thì trong suốt cái quá trình mười mấy năm đó, từ khi mà đầu tiên mà Toàn biết đến Huế, có thể là trước đó nữa là lúc mà thời sinh viên á, là đã đi đến Huế rồi và đã có những cái cảm niệm rất là sâu về Huế. Thì ngày càng mừng là sau chiến tranh, sau mọi thứ thì chúng ta có một cái kinh thành Huế khá là hoang tàn, còn lại nguyên vẹn không nhiều. Ngay cả như tất cả những cái khu này, quý vị thấy bên tay trái tay phải đây, tất cả những khu này đều là hoang tàn hết. Sau mười mấy năm thì chúng ta thấy là bây giờ nó đang được sống lại, nó đang được phục dựng với cái bàn tay và khối óc của những cái nhà khoa học, những nhà trí thức và những cái người mà thợ thủ công, thợ xây dựng, người ta phục dựng lại. Mười mấy năm rồi quý vị, thì mình thấy rằng là nó thay đổi nhiều, nó thay đổi theo chiều hướng tích cực lên. Mặc dù là những cái giá trị gì đó thì nó có cái nó bị phôi phai, nhưng mà những cái gì nó thuộc về cốt yếu á, thì nó bắt đầu được sống lại cái giá trị của nó. Thì đây là điều rất là đáng mừng. Mình cũng thấy là có thể là một hai thập niên nữa ha, trong toàn bộ cái khu vực Tử Cấm Thành này, tất cả những cái hạng mục, hơn 200 cái hạng mục của Tử Cấm Thành nó được sống lại đó, thì đây là một điều rất là đáng mừng cho không chỉ người Việt Nam mình mà của cả nhân loại luôn. Bởi vì nói cho cùng thì di sản thế giới là của nhân loại. Ngày hôm nay thì mình đi một vòng cũng mệt rồi, cho nên là ngồi đây để mình nhìn thấy nó lắng động hơn, nhìn thấy nó sâu hơn. Tại vì Huế là một cái gì đó nó vĩ đại, nó nhiều tầng nhiều lớp, nhưng mà đôi khi cũng cần cái sự lắng động và tinh tế một chút thì mình mới thấy được những cái chiều sâu của nó. Có những khi là Toàn đi dẫn đoàn tham quan hay là công tác gì đó thì mình đi rất là lướt, hoặc là mình đi những cái khu vực phía ngoài kia, nó không có cái thời gian để chúng ta ngồi chiêm nghiệm thẩm thấu hoặc là đi sâu vào trong những cái khu này, khu nội vụ, rồi nhà hát Duyệt Thị Đường, rồi ở trong kia nữa là cái chỗ mà thư viện riêng của nhà vua, hay như là cái khu vườn thượng uyển này. Chút nữa mình đi qua bên kia là cung Diên Thọ, cung Trường Sanh. Nếu mà nói đúng chiều này là chiều Tài đang nhìn này, đây là hướng nam, hướng chính nam này. Cái chỗ đường mà đang ngồi đây là đường Trung Đạo, cái trục thần đạo. Ngay cái đường này luôn đó. Thì mình hãy nghĩ rằng có một cái lúc nào đó, cả trăm năm trước nha, có thể nhà vua cũng ngồi đâu đó lên đây để cũng nhìn ra cái cảnh như thế này. Nhưng mà hồi đó là cung điện Nguyên Nga, lầu vàng gác tía, nó khác bây giờ. Bây giờ chúng ta đang cố gắng chúng ta phục hồi lại. Bên trái là bên tả, luôn luôn là bên tả là bên trọng. Còn bên phải thì thường là bố trí những cái phụ hơn. Ví dụ như là bộ nội vụ là nằm bên trái nè, Thái Bình Lâu là cái chỗ đọc sách nhà vua nằm bên trái, vân vân. Rồi bên này có Thái Miếu để thờ các vị tiên đế, rồi kể cả là các cái cơ quan làm việc chính á, cơ mật viện gì này này kia đó thì nằm phía này và phía sau lưng này. Còn bên phải đó là Tam Cung Lục Viện nè, rồi đây là Thái Miếu ha, bên đây là Thế Miếu ha. Thế Miếu là thờ các cái vị vua hiện tại, vị vua của triều sau, ví dụ như thế. Hoặc là ví dụ như trong sân chầu, không phải bên Quan Văn mà đứng bên trái, Quan Võ đứng bên phải. Cái khoảng sân này thì hồi xưa có lẽ là nó nhiều cái chi tiết khác nữa, nhưng bây giờ thì người ta tạm thời người ta chưa có đụng tới cái khoảng sân này, thì
mình thấy ý tưởng cũng hay, người ta trồng cái hoa hướng dương, một cái rừng hướng dương thế này. Đây là cũng là một cái tinh tế của những cái người mà người ta làm về cái quản lý cái di tích này. Nói chung là cảm ơn chúng ta có một cái buổi chiều để nhìn ngắm cái khung cảnh, để ngồi để hít thở cái không khí với lại cái hoa hướng dương. Lâm nơi đặt thi hài, do đó mình có thuật ngữ là lăng tẩm. Lăng là nơi chôn, tẩm là nơi thờ tử. Thì khi vua Từ Đức cảm thấy bình tĩnh khó có khỏi, vua mới gọi mẹ bà vừa đến trăng trối. Do trẫm không có con nên cả khanh không có người kế vị, phải nhận cháu gọi bằng bác để làm con nuôi. Họ nhận ba đứa con nhà chú. Khi ta chết đi thì cả khanh ở lại kêu mang. Thì vua Từ Đức, thời gian vua nằm xuống là giai đoạn tăm tối nhất của lịch sử nước mình. Dục nước Đức, con nuôi đầu của Từ Đức lên ngôi mới 3 ngày, bị hai quyền thần Tôn Thất Kiệt, Nguyễn Văn Tường bỏ đói giam trong ngục, chết bỏ chịu gánh đi chốn. Họ lại đưa em trai Từ Đức hiệp hòa lên cùng khăn rơm áo thùng lại anh mình chưa chôn, bị đổ thuộc độc chết. Lúc bấy giờ để vua dưới đài nồi lâu là không được, vì đó là nơi kinh đô, cần phải có người lên kế vị. Cho nên họ đưa tang lễ vua lên, dùng chiếc thuyền chiến nổ mái chạy bằng hơi nước, kéo sợi dây thừng cái chiếc thuyền rồng, đưa vua lên gắn bồ vào vòng trước cổng lăng, đưa qua cửa từ khiêm, xong rồi đưa vào thị tà, đưa vào thị tà lỡ ngày quàng một đêm từ cửa từ này, đưa qua quàng ở thị tà lỡ một đêm xung thiên tà. Buổi sáng đề bài vị ở sân này, rước vua vô trong điện này để 5 tháng. Nửa đêm Tôn Thất Thủy Nguyễn Văn Tường lại xa giả lên rước vì con nuôi thứ ba của vua Từ Đức, đó là Nguyễn Phúc Ứng Đăng, 14 tuổi, về lên ngôi. Ông đó đang ở bên Chấp Thiêm Điện để nghỉ. Thầy triều đình lên, ông chui xuống giường Chấp Thiêm Điện này, chui xuống gầm giường để trốn. Anh mình lên ngôi chết, chủ mình lên ngôi chết, không muốn làm vua, nhưng bị ập lên kiều khiêng thải hòa đăng quang. Chính ông này mới xây được huyệt mộ cho vua Từ Đức, rồi an táng. Xong rồi ông cũng chết, cái chết ông đầy nghi án.
Vậy thì vì vua Từ Đức bất lực, cho nên bà Học Phi, Nguyễn Thị Hương, vợ hai của vua, đem lòng yêu mến ông Nguyễn Văn Tường ngoại tình. Dạ vào thăm vua, Kiện Phúc đang ổn, hai người âu yểm dưới Dương Bình. Kiện Phúc tỉnh dậy đòi diệt ba họ Nguyễn Văn Tường. Nguyễn Văn Tường ra tay, đổ Thục Bình thành Thục Độc. Kiện Phúc uống vào chết luôn. Nên chui xuống giường này thành chỗ thờ, chiếm chỗ bên trái này, chôn thêm, gọi là bồi lắm. Điện Hoa Kim cũng được trùng tu nhiều lần. May mắn ngày xưa vua đã dành dùng gỗ mới để làm điện này. Tuy không được sơn son, thiệp vàng, nhưng vẫn giữ nguyên kiến trúc xưa. Đó là cả cái vi kèo, cảnh đá, trồng rương giả thụ và cả cái kè, cả cái trụ đồi, vân vân. Và dòng họ này mình gọi là Nguyễn Phúc, họ lấy con dơi làm biểu tượng. Chữ Hán gọi con dơi là Bức, phản âm là tiếng Việt là Phúc. Có Phúc tức là nhiều con cháu. Hình tượng con dơi nó được trang trí rất là nhiều trên di tích Huế. Và trên cả cái cột này, ngày xưa đựng là 16 bức tranh gương vẽ từ đời vua Thiệu Trì. Tranh gương này xuất hiện ở Huế vào đời Minh Mạng, nhưng mà gam màu nấm, màu đỏ, màu vàng rất là nhiều. Nhưng mà tranh thời Thiệu Trì là màu lành, họ dùng bông màu xanh, đen trắng. Đó là thơ của vua Thiệu Trì lên trên đó mà vua sáng tác, đi sứ qua Trung Hoa, nhờ họ vẽ cả cái bức tranh thủy mặc hoặc cung đình hoặc cảnh sinh hoạt đời thường làm ruộng đồng theo cái bài thơ của vua, và giống như vình lại cái bức tranh. Thế thì những cái bức tranh đó quá quý giá, cho nên trung tâm bảo tồn di tích quyết định đưa về bảo tàng cất giữ với chế độ bảo quản phòng lành. Còn nhờ nghề nhân bây giờ làm phiên bản phục dựng để đưa ra trưng bày. Nếu không mình để mất đi là có tội về tiền nhân. Vì xin bức tranh đó quá giá trị. Xin phép chú là giải thích lại các cái thuật ngữ kiến trúc cũng như là những cái từ ngữ dân gian và những cái chi tiết. Mình vào đây. Đây là phát minh của nghề nhân ở làng nghề ngoài Bắc khi vô Huế làm dưới đời Gia Long. Sau khi thống nhất chọn Huế đóng đô, Gia Long đã trát về các làng nghề ở miền Bắc, mời những người giỏi vô Huế để xây dựng làm nên văn hóa Huế này. Nếu ai không đi là khi quân phàm thường. Vào đây qua sát hạch thử tay nghề, ai đủ tay nghề ở lại, không đủ thì triều đình sẽ cấp đồ sĩ về quê. Và tay nghề càng giỏi thì lương bổng và thưởng rất là hầu. Họ đem hết tài năng trí tuệ cả đời và phục vụ cho triều đình Huế. Văn hóa Huế này một cách nào đó là phát triển lên của văn hóa Thăng Long. Thì nghệ nhân họ biết cách xử lý hài hòa cho hợp với thời tiết khí hậu của bản địa. Huế thì mưa dầm gió bất, bão nhiệt đới, làm nhà như sự đằng ngoài, cột lớn cao vút, rồi mái ngoại chạy dài, đầu đao nóc mái cong lên, thì qua một mùa giông bão sẽ sập. Cho nên họ đã phát minh ra kiến trúc này, ghép hai dãy nhà lại. Nhà sau, những cung điện ở các cái lăng tẩm đền đài Huế thường được bố trí đóng trần, tạo sự ấm cúng. Và phần trước bao giờ cũng để trống để tạo sự thoáng đãng, phơi bày những đường nét mỹ thuật tràn trộ và những bài thơ nhất thi nhất họa. Nhưng ở đây vì vua Từ Đức bảo khiêm tốn tiết kiệm, không có sơn son thiệp vàng. Đây là nơi bố trí thờ vua và hoàng hậu, án thờ, bàn thờ, tên là Tam Sơn Bát Hương. Kế đến là sập thờ, trên là hộp tổ, và để các cái gối
để những người tôn quý người về tì tay lên, và trong cùng là khám thờ, họ tôn vinh đại vời vì của vua và hoàng hậu. Vì vua Tự Đức chết trước thì thờ mỗi mình vua đây. Vừa vào năm 1883-1902, bà Lê Thiên Anh hoàng hậu mới mất, thờ riêng. Sau người ta thỉnh thờ chung thì đặc biệt cái vua thấp hơn cái bà. Nhiều người cứ thế là phán, vua bảo là nhất vời nhì trời và vua Tự Đức thấp luôn. Thực ra thì không phải vậy, hai người thờ riêng, khi thỉnh thờ chung là nói như thế, nhưng mà nguyên tắc phải là tả nam hiệu nữ trong nhìn ra. Và cả cái cổ vật gắn liền với vua Tự Đức và cả bà. À, chú giải thích thêm lại về cục cái, cục quân trong rường giả thủ. Cái cột cao này gọi là cục cái, cục chính. Ngôi nhà này là nhà rường cột tán, nhà truyền thống ở Huế. Dưới là những phiến đá thanh diện tiếp xúc rộng để khỏi lũ. Và khoảng cách giữa hai cột mình tính là một gian. Ở đây là 5 gian 2 trái hoặc 7 gian 2 trái tùy theo. Ở đây là 1, 2, 3, 4, 5 gian 2 trái. Năm gian hai trái, có cái 7 gian là tính từ 1. Còn hai cái trái là chui ra 4, ở đây là 5, 10 ra ngoài. Cái hai phần này là trái, 5 gian 2 trái. Còn đây là tiền đường. Dạ. Là gian trước này, thì dạy nhà trước này, thì dạy nhà sau là hầu tẩm. Hầu tẩm. Còn... tẩm là nơi thờ từ, nơi nghỉ ngơi. Còn ở giữa này. Ở giữa này là trần mái cua, hay còn gọi là trần thừa lưu. Nó khum lên giống như mái con cua. Đây là mạng sồi bằng đồng để hứng nước mưa hai mái. Mái sau tòa nhà trước, mái trước tòa nhà sau, đổ ra miền hai con cá chép họ rồng về mỹ thuật. Gạt nhà người ta gọi là trùng thiềm điểm tóc. Đây là bộ sưu tập về nổ pháp dùng gỗ mới, không sơn son thiệt vàng, chạm trổ để màu gỗ mộc tiết kiệm. 5 gian 2 trái thờ vua hoàng hậu. Minh lễ vua là 5 ngày để cầu cho con cháu học hành thông minh, đăng khoa. Và có khoảng không để thực ly nghi lễ sướng bái, nhảy múa, vân vân theo cái sở thích của chủ nhân. Sau điện Hòa Khiêm là điện Lương Khiêm. Công trình này là dành cho vua Tự Đức ăn uống nghỉ ngơi. Nhưng vua là người hiếu thảo, vua viết ngoài văn bia và viết trong di chiếu để cái This one, Vietnamese, we say bánh bèo. Just open it. This one is very special leaves. Okay, in English it's named arrowroot leaves. Okay, and they also stem it.
Now, you can see the leaves, they cover the leaves by banana leaf. See? And inside, it's a little bit transparent. Okay, you see? When they steam well, the cake is look a little bit transparent because it's made from not sticky rice, not rice. It's made from the tapioca powder, tapioca, okay? And it's also covered a shrimp inside. It's very tasty. Okay, now we have two kinds of sauce. With the sauce, the taste is very boring taste. But if we mix, we combine, or we dip with a little bit sauce, the taste is double nicer. So that's the way we enjoy the food. Okay, but different food, different sauces. For example, this one, we use this kinds of sauce. This kinds of sauce, we mix the fish sauce with some chilies, and inside they boil the corn seal, you know, for it taste a little bit sweety. Meanwhile, this one original fish sauce. Okay, now let's try. Thank you. And by traditional style, bánh bèo just you with this kind of sauce. It's very crispy and it's a little bit sticky, a little bit sweet and salty here. So the mixed taste is very beautiful. Tring, they're made from tea leaf. Cream tea leaf and a little bit ginger, you see, and they boil it together for this kind of mixed drink. So it's very good flavor. Thank you.
Dạ xin thưa quý vị, đó là những cái góp nhặt nhỏ ha. Thì chiều sâu của Huế đó thì nó giống như một cái chiều sâu của một dòng sông đó, có lúc mà thì chúng ta chỉ thấy nó bên ở trên cái bề mặt nó thanh bình, đôi khi là chúng ta đào ở chiều sâu hơn thì chúng ta sẽ thấy những cái tầng tầng lớp lớp, những cái gì nó ẩn chứa của Huế. Thì hy vọng rằng là qua một cái loạt này thì quý vị cảm thấy là những cái góc nhìn nào mới hơn, những cái hình ảnh nào nó thân thương, thì xin quý vị ủng hộ bằng cách là follow hoặc là comment hoặc là subscribe. Và xin hẹn lại quý vị vào những tập tiếp theo, cũng như là có cơ hội thì Toàn sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn cũng như tìm hiểu sâu hơn, hoặc là những cái góc nhìn khác về Huế, ví dụ như về ẩm thực, rồi về những cái văn hóa dân gian vân vân. Thì hy vọng là những cái chuyến đi Huế sau đó thì mình có thêm nhiều cái clip nữa để cống hiến cho quý vị. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại ở cái clip khác. Xin chào.